tận thế trọng sinh không gian đồn vật tư nhà an toàn bởi vì hai tiểu hành tinh dẫn đến toàn cầu đóng băng nhân loại đi tới kỷ băng hà trọng sinh hồi mạc thế ba tháng trước ngoài ý muốn mở ra không gian dị năng mở ra đồn vật tư hình thức tận thế đến người khác lạnh đến run lẩy bẩy vì ăn mà tổn thương lẫn nhau tô ly lại sống còn tự tại hơn trước tận thế cái gì ngoài đó lạnh lắm à xin lỗi tô ly đang mặc áo ngắn tay cái gì không thức ăn. Thật ngại quá, Tô Ly đang gặm đùi gà đang ăn. Còn ngẫu nhiên nhặt được một tiểu bạch hổ, chẳng những có thể làm nũng bán manh, còn có thể phun tuyết cầu, năng lực hộ chủ có thể nói là đệ nhất, còn thường thường ngậm về một ít tiểu bảo bối. Có nhà có vật tư Tô Ly cảm thán. Tận thế này, thật sự là quá thoải mái từ then chốt trong tiểu thuyết. Băng phong mạc thế. Trốn ở trong phòng an toàn trữ hàng trăm tỷ không đạn cửa sổ, bằng phong mạc thế trốn ở trong phòng an toàn trữ hàng trăm tỷ txt toàn tập đao loạt bằng phong mạc thế trốn ở trong phòng an toàn trữ hàng trăm tỷ chương 1 trùng sinh thức tỉnh dị năng bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc chương 2 cặn bã nam tiện nữ bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được test từ nguồn trung quốc Chương 3 Cải tiến phòng ốc Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 4 Mua sắm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 5 Dời hết trăm ức siêu thị Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc Chương 6 Ấm áp triệu đại tỷ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Thời đại băng hà tới. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 ép buộc đạo đức. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tết từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Thành công bị ác tâm đến. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 10 Bạo Vũ Lê Hoa Châm Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc